Thời gian gần đây, hàng chục hộ nông dân thôn 2, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội ăn không ngon, ngủ không yên vì bất ngờ nhận được thông báo của Ủy ban Nhân dân xã Thạch Đà thu hồi lại đất bãi bồi, bãi già ven sông Hồng và các hợp đồng thầu khoán mà mình đã canh tác, cải tạo nhiều năm trước đó. Thông báo thu hồi đất để giao cho công ty cổ phần Firestar GFS làm dự án khiến dân cư trong vùng hết sức bất ngờ. Vì trong thời gian ngắn, chưa kịp hưởng thành quả, công sức, tiền bạc đã bỏ ra đầu tư. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Khắc Thủy, thôn 2, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội bức xúc. Chúng tôi vừa mới trồng cây hàng năm xong, thì bây giờ lại nhận được lệnh thu hồi. Vừa mới trồng cây hàng năm xong nên thì bây giờ là bà con không được cái thông tin nào cả. Mà lại là có lệnh thu hồi. Thì vừa mới cuối năm ngoái là được hỗ trợ nhà nước bởi vì nước lũ xả tắm cửa sông Đà mất hết. Đất này là đất lũ lụt hàng năm. Tôi thì trồng cây hàng năm là chủ yếu là chủ lực ngoài này là vẫn là trồng cây chuối. Khi mà thầu bãi này là rất muốn yên ổn để làm ăn. Cùng cảnh ngộ như ông Thủy, hộ ông Phạm Văn Dũng cũng được Ủy ban Nhân dân xã Thạch Đà cho thuê trên 24.000m2 để sản xuất nông nghiệp trồng cây hàng năm ở bãi Tân Bồi Sông Hồng với mục đích phát triển kinh tế, chăm lo cho các con học hành. Tôi đi ra ngoài bãi này là từ năm tháng 4 năm 2014. Mục đích của tôi là phát triển kinh tế và trồng trọt cây chuối, cây hoa màu để phục vụ để chăm sóc các cháu học hành và trưởng thành. Cuối năm 2014 thì lại một cái đợt bão gió thiên tai ngập lụt. Chúng tôi lại mất trắng hết bao nhiêu cái công sức đầu tư ra là chúng tôi mất toàn bộ trắng hết cây chuối, cây hoa màu, cây nhãn, ví dụ cây cao cấp nhất là cây nhãn, cây bưởi chúng tôi xóa sổ hết. Đến tháng 12/2017 thì có một cái lệnh thu hồi và nói là toàn bộ đất đai và thu hồi để cho một cái dự án. Cũng theo các hộ dân ở đây cho biết, dự án do công ty cổ phần Firestar GFS thực hiện hoàn toàn không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương, bởi vì diện tích đất công ty cổ phần Firestar GFS mà công ty đề xuất được thuê giao đất là đất trên hành lang thoát lũ, không được phép triển khai dự án xây dựng các công trình kiên cố hoặc các công trình xây dựng khác làm ảnh hưởng đến kết cấu đê điều và việc thoát lũ. Mặt khác, diện tích đất này cũng thường xuyên bị ngập lụt do mưa lũ. Trao đổi với phóng viên về việc này, ông Phùng Quang Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạch Đà, Mê Linh, Hà Nội cho biết. Giai đoạn thứ nhất, chúng tôi thông báo cho các hộ dân ngừng sản xuất và đang chờ huyện chỉ đạo. Dự kiến cho doanh nghiệp là công ty cổ phần Firestar GFS làm dự án khoảng 78 ha trên tổng diện tích 100 ha. Tuy nhiên, dự án đang trong quá trình khảo sát. Giai đoạn thứ nhất là chúng tôi là thông báo là ngừng sản xuất, ngừng đầu tư con giống vào đã. Mà làm gì làm cũng từ lúc sản xuất ra đến cái lúc này là 6 tháng rồi, cũng là 4 tháng rồi. Xong nó ký kết hợp đồng. Còn nếu mà lại tôi nói đặt giả thiết nhé, nếu một cái đơn vị nào doanh nghiệp nào được mà chúng thầu đều lập dự án chúng thầu thì trong quá trình giải quyết thì các đơn vị có thương lượng với nhau, đúng không? Thời gian thương lượng với nhau rồi hỗ trợ người ta giải phóng bằng nó như thế nào, đúng không? Trách nhiệm ra làm sao thế nào thì chúng tôi đang kêu gọi nếu đơn vị doanh nghiệp nào. Chứ chúng tôi bảo cái đơn vị chắc chắn đơn này được vào, chúng tôi không bao giờ có cái định nghĩa đấy bình đẳng hết. Sau khi ký hợp đồng xong tôi báo cáo về viện, viện mời có thể là viện lập cái dự án đấy, ai có doanh nghiệp nào vào làm cứ làm. Dự án người ta là đề xuất người ta sẽ lấy ở cái diện tích 7-8 hectare. Xác nhận việc này, ông Đào Trọng Phú, trưởng phòng kế hoạch tài chính cho biết, hiện nay huyện chưa có bất kỳ văn bản nào yêu cầu dân bản giao đất bãi Tân Bồi Sông Hồng. Dự án công ty cổ phần Firestar GFS chỉ mới khảo sát và đang chờ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt. Theo tâm sự của các hộ dân bãi Tân Bồi, mong muốn được chính quyền địa phương cho thuê đất ổn định, lâu dài hoặc giao đất để tiếp tục yên tâm đầu tư sản xuất nông nghiệp. Các hộ dân cũng có nguyện vọng thuê đất lâu dài để cùng nhau liên kết, lập hợp tác xã sản xuất rau củ quả sạch theo tiêu chuẩn phù hợp với quy hoạch của huyện Mê Linh và thành phố Hà Nội. Đồng thời, các hộ dân cũng kiến nghị đến các cơ quan không chấp thuận chủ trương đầu tư dự án ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt theo mô hình khép kín do công ty cổ phần Firestar GFS đề xuất do không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc bảo vệ đê điều, phòng chống lụt bão và sinh kế của các hộ dân đang sản xuất nông nghiệp tại xã Thạch Đà, huyện Mê Linh.